đâu mà giờ chưa về. Gọi thì không nghe máy, không hiểu nổi. Uống với anh một ly được không? Trời ơi, hết hồn anh làm cái gì vậy? Uống một ly nữa thôi. Rồi ngưng. Xỉn nữa đó hả? Anh dậy coi. Anh dậy. Dậy cái coi. Trời ơi là trời. Dậy, đi vô phòng đi nè. Nào nào, uống nữa, uống. Nãy trên đường về em bị đau bụng quá trời quá đất luôn á. Rồi sao nữa? Thì tự đi vô bệnh viện, bác sĩ nói em bị viêm ruột thừa cấp tính. Vậy à? Anh. Ừ? Dạo này á em ốm hôm trước á là bởi vì viêm ruột thừa á, biết không? Ừ. Mày núp nè. Núp nè. Mày núp nè. Làm hết hồn. Ê, ê, mày ném xin được thù à. Sao không? Hả? Em có sao không? Không. Anh chạy được không? Thôi lên anh cõng cho. Ôi không cõng đâu, kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ, em ngại hả? Chứ đi quá trời người mà. Nó mệt quá, lên thôi. Trời ơi, ai lên rồi. Ờ anh nè. Đau quá. Ê, em chờ chút, em chờ chút. Anh nấu xong rồi nè. Mệt. Em sao rồi? Trời ơi, mỏi lưng nè, rồi đói bụng nữa. Nè, anh nấu cháo xong rồi đây. Nhanh lên, đói quá. Trời ơi. Cháo còn nóng, chờ chút chút, chờ chút. Con nó đòi, có phải em đòi đâu. Anh biết rồi. Anh nhìn to đây nè. Mẹ lên. Rồi rồi rồi. Từ từ từ. Cho nóng nó, cẩn thận nó. Ừ. Nóng hả? Rồi để anh thổi, để anh thổi. Hãy
một miếng thôi, nhanh lên để giờ có ăn cái gì đâu. Mẹ nói có nghe không My? My, ngoan nè, nhai nha, không có ngậm nha. Muối lần ăn là cái mặt nhăn nhăn là sao hả? Con hư quá nha, con coi này chén cơm để giờ còn nguyên đây nè. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? My, My, lấy mẹ cái điện thoại My ơi. Mẹ. Mẹ sao không? Rồi rồi. Đồng bông số 3 cho mẹ đi. Em có sao không? Em sao vậy? Nói gì đi chứ. Em biết là anh lo cho em nhiều lắm không? Anh mà cũng biết lo cho tôi hả? Ừ. Em nói gì kỳ vậy? Anh là phải lo cho em chứ. Anh lo cho tôi? Ừ. Vậy anh coi lại đi. Bây giờ là mấy giờ? Hả? Lo cái gì mà tôi gọi từ nãy giờ không được? Bây giờ về nhà hả? Bia rượu đầy người như vậy đó hả? Cái đó gọi là lo hả? Hả? Anh bị cái gì vậy hả? Anh có coi đây là gia đình của anh nữa hay không? Còn thì anh bỏ mặt đó, suốt ngày game, suốt ngày rượu, suốt ngày bia. Anh đối xử với tôi như vậy đó hả? Anh... Thôi cái gì? Anh quá đáng lắm. Anh đi luôn đi. Anh chết anh đi luôn đi. Chết luôn đi. Tôi không lo cho anh nữa. Quá đáng. Anh đi theo lắm. Anh xin lỗi mà. Ôi. Anh ký đi. Thật sự thì em cũng không muốn đâu. Nhưng mà em mệt quá, em chịu hết nổi rồi. Em không thể nào sống một cuộc sống kiểu như vậy được nữa. Ký đi. Anh xin lỗi. Anh biết lỗi sai của anh rồi. Anh sẽ sửa mà. Anh có biết là anh nói câu đó với em bao nhiêu lần được không? Và đã lần nào làm được chuyện đó hay chưa? Lần nào cũng chứng nào thực đấy hết trơn á. Mà thôi bỏ qua đi. Cái vấn đề bây giờ không phải là cho anh một cơ hội hay là vấn đề em còn tin anh nữa hay không, mà vấn đề là em rất mệt. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nhưng mà em suy nghĩ kỹ chưa? Còn Hà My mà. Hà My nó cần cả bố lẫn mẹ mà em. Thì có sao? Em có thể làm được cả bố lẫn mẹ. Anh nghĩ trước giờ trong nhà anh đóng vai trò gì? Anh ký đi. Thật ra bây giờ có tiếp tục nữa cũng chả làm được cái gì đâu. Ba mẹ không em mới được đâu.
Nếu mà anh không đi á, để mẹ con tôi đi cho. Khoan đã. Thôi được rồi, anh sẽ đi, mẹ con em cứ ở lại.